mua bán ma túy ngay trên quốc lộ. Tiêm trích ma túy giữa thanh thiên bạch nhật ở khu dân cư đông đúc mà như trốn không người. Kỳ một của phóng sự điều tra này, ống kính của phóng viên báo Thanh Niên đã phản ánh một chợ ma túy trên một đoạn quốc lộ 22 đoạn qua ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Chợ ma túy này có một nhóm ít nhất từ 8 đến 10 đối tượng thay phiên nhau túc trực mua bán ma túy công khai ở đoạn đường cách bến xe An Dương khoảng 200m, gần trạm xe buýt và cầu bộ hành, đoạn kéo dài khoảng 100m với khung giờ hoạt động náo nhiệt nhất là từ 13 đến 18 giờ hàng ngày. Để ghi lại hình ảnh khoảng 70 phi vụ buôn bán cái chết trắng, nhóm phóng viên đã phải ghi hình nhiều ngày liền, phải tìm cách tiếp cận ở cự ly gần với ổ nhóm ma túy này. Một chợ bán lẻ ma túy buôn bán đắt như tùng tươi đã tồn tại từ lâu, hoạt động trắng trợn và náo nhiệt gây bất an trong nhân dân. Thế nhưng trong nhiều ngày liền, phóng viên báo Thanh Niên không hề thấy bóng dáng của lực lượng chức năng. Chợ ma túy là thiên đường của những đối tượng mua bán và người nghiện, nhưng lại là nỗi nhức nhối không biết bao giờ mới được chấm dứt của người dân. Nếu gọi đoạn vỉa hè nơi hoạt động của ổ nhóm ma túy này là chợ, thì đây có lẽ là cái chợ hiếm hoi ở thành phố Hồ Chí Minh mà người mua không cần mặc cả. Trong kỳ 1 của phóng sự điều tra này, chúng tôi đã liệt kê 6 nhân vật cộng cán trong chợ ma túy này. Tuy nhiên, số lượng các đầu nậu và chân rết tại khu vực bất hợp pháp này đông hơn nhiều. Dù là bất hợp pháp, nhưng khu chợ này hoạt động quy mô, trắng trợn và có tổ chức. Các đối tượng ăn mặc giống như người chạy xe ôm, người lao động, người chờ xe buýt để dễ dàng trà trộn ở khu vực đông người. Đại Bản Doanh là một quán nước vỉa hè. Các đối tượng chỉ mua bán trong một khu vực vỉa hè dài vài chục mét. Người nghiện sau khi mua ma túy thì có thể vào bãi đất trống cạnh đó để tiêm trích ngay. Đáng chú ý, nhiều đối tượng bán ma túy cũng là người nghiện. Bãi đáp của chợ ma túy này là một khu đất trống với đầy kim tiêm. Đây vừa là nơi tiêm trích, lại vừa là nơi phóng uế của người nghiện. Mỗi ngày hàng trăm lượt người nghiện vào đây trích choác đông vui như đi dự hội, thách thức pháp luật và gây bất an cho người dân trong khu vực. Chiều ngày 13 tháng 11 năm 2020 là thời điểm ca trực của nhân vật số 4, một trong những nhân vật tích cực nhất của chợ ma túy. Phía xa xa, một đầu nậu vừa đi bán hàng vừa cảnh giới. Chiều ngày 13 tháng 11 dường như là một ngày buôn bán đắt với nhân vật số 4, khi cứ cách vài phút lại có một vị khách đến thăm. Các đầu nậu và chân rết khác cũng có một chiều bội thu khi liên tục bán hàng và tiền cứ thế chạy vào túi. Người nghiện vã thuốc sau khi mua xong thì tìm đến một góc kín đáo, hưởng thụ cái thú phê pha của cái chết trắng. Trong khi đó, các đầu nậu, chân rết nhiều tiền, sẵn hàng cũng tập trung vào một góc để chích choác. 16 giờ 21 phút chiều ngày 13 tháng 11, nhận thấy đã rất nhiều ngày vắng bóng lực lượng chức năng, phóng viên báo Thanh Niên quyết định gọi vào số điện thoại bàn của công an xã Bà Điểm để phản ánh. Từ đầu dây bên kia, một giọng nam tự xưng là cán bộ công an xã Bà Điểm hứa sẽ cho người xuống kiểm tra. Một lát sau, trong khi các đầu nậu đang bán ma túy say sưa thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Tất cả các hoạt động đột nhiên dừng lại, tất cả lên xe chạy thoát, một số khác tìm chỗ ẩn nấp. Một người nghiện còn cố nán ngồi lại chích cho xong, có lẽ vì không muốn lỡ dở cơn say. Khoảng 16 giờ 33 phút, tức là 12 phút sau cuộc điện thoại của phóng viên báo Thanh Niên, một xe công an chạy tới khu vực này. Thế nhưng nơi này đã sạch sẽ, không còn bất cứ kẻ mua người bán nào. Xe chở công an đậu ở khu vực này được 8 phút thì rời đi. Vừa rời đi ít lâu thì cảnh bát nháo lại tiếp tục. Một thanh niên quần áo bám đầy sơn nước đến mua hàng. Chẳng biết một ngày anh này kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng có lẽ là không đủ để trả cho những cơn phê ma túy đắt đỏ này. Bảy mươi phi vụ mua bán ma túy chỉ là những gì ống kính của phóng viên báo Thanh Niên ghi lại được. Còn thực tế, trong suốt những ngày mật phục để ghi hình,
nhóm phóng viên không thể đếm nổi số lượng người nghiện ghé vào bãi đáp vì quá đông. Mỗi người nghiện chọn cho mình một góc, khung giờ chích choác từ khoảng 14 giờ kéo dài đến hơn 18 giờ vẫn chưa dứt. Nhiều người dân địa phương xác nhận chợ ma túy này đã hoạt động được hơn một năm. Tình trạng mua bán hút chích ma túy ở đây đã là chuyện thường ngày, có camera của địa phương gắn mà cũng như không. Hiện tại tình trạng đã có phần thuyên giảm, chứ trước kia người nghiện còn ngang nhiên đứng ngoài đường chích hút. Thậm chí không ít người đi ngang qua cũng bị các đầu nậu xà vào chào mời mua ma túy. Nhiều lần người nghiện còn rủ nhau lên cầu Bộ Hành gần đó để hút chích rồi ngủ luôn trên đó. Khu vực này cũng là vùng giáp danh, chợ ma túy nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn. Còn phía đối diện lại thuộc địa bàn quận 12. Do đó, khi thấy động, nhóm bán ma túy sẽ chạy qua bên kia đường và dễ dàng chạy thoát. Người dân ở khu vực này còn cho biết, nhóm bán ma túy hầu hết là người nghiện, không có vốn liếng, chẳng có gì để mất và phải sợ hãi ai. Số ma túy được các đầu nậu cung cấp, cuối ngày sẽ trả công bằng tiền hoặc ma túy. Khu vực này từng xảy ra các vụ đánh nhau để tranh giành địa bàn. Cũng không ít lần người dân phải chứng kiến cảnh người nghiện mua phải thuốc giảm, bị sốc thuốc, co giật và nằm bất động trên hè phố, thậm chí tử vong. Ngày 14 tháng 11, nhóm phóng viên Báo Thanh Niên tiếp tục đến chợ ma túy và ghi nhận tình trạng mua bán hút chích vẫn không thuyên giảm. Đầu nậu và chân rết vẫn cứ thản nhiên cầm ma túy lên khoe với nhau. Nhóm chân rết còn leo lên cả cầu vượt Bộ Hành gần đó để hoạt động. Khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, nhóm phóng viên Báo Thanh Niên lại gọi vào điện thoại bàn của công an xã Bà Điểm để tiếp tục phản ánh. Một lát sau, nhóm đầu nậu bắt đầu nhận được nhiều cuộc điện thoại. Tuy nhiên, chờ đến tận chiều muộn, phóng viên Báo Thanh Niên vẫn không thấy xe chuyên dụng của công an địa phương đến hiện trường, trong khi chợ ma túy vẫn hoạt động tấp nập. Khoảng 30 phút sau, một xe của cơ quan chức năng xuất hiện thì chợ ma túy cũng tạm thời giải tán. Tuy nhiên, ngồi bên trong xe lại là lực lượng thanh tra giao thông chứ không phải công an địa phương. Và dù có lực lượng thanh tra giao thông xuất hiện thì ở một góc kín đáo trong bãi đáp, người nghiện vẫn vô tư chích choác, cứ như thể trời đất có sập xuống cũng không thể trì hoãn sự sung sướng lại được. Người dân sống ở nơi này đã quá sợ hãi trước những hệ lụy từ nạn mua bán tiêm chích tại chợ ma túy khi nạn cướp giật thường xuyên xảy ra. Họ phải sống trong thấp thỏm, âu lo nhưng phải cố tỏ ra mạnh mẽ, không nhân nhượng với nhóm người nghiện manh động. Lúc nào nhà họ cũng khóa kín cửa, nếu sơ hở sẽ bị mất cắp ngay. Thậm chí một số người dân cho biết họ phải thủ sẵn vũ khí trong nhà vì biết đâu có ngày nhóm nghiện sẽ đột nhập vào để làm chuyện phi pháp. Đến bao giờ thì chợ ma túy này mới được dẹp bỏ? Đến bao giờ mới hết cảnh các đối tượng ngang nhiên mua bán ma túy trên quốc lộ? Đến bao giờ thì những người nghiện cũng là những khách hàng ở chợ ma túy này mới bị chế tài theo quy định của pháp luật? Và đến bao giờ thì thiên đường nhức nhối này mới được xóa sổ? Có rất nhiều câu hỏi cần có sự giải đáp của các cơ quan chức năng, mà cụ thể ở đây là lực lượng công an. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về hoạt động triệt xóa chợ ma túy nóng bỏng này ở các phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.